kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, dòng dã sau 3 tháng trời, vừa qua Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng binh sĩ của họ đã chiếm được một quận quan trọng ở thành phố Chasovya. Tuy nhiên, theo đánh giá của Forbes, để đánh chiếm được một phần nhỏ bé này, Nga đã phải hy sinh gần 100.000 binh sĩ. Chính tổn thất quá lớn đã khiến Nga bỏ lỡ thời cơ vàng nhằm kết liễu Ukraine trong cuộc xung đột này. Theo tạp chí Forbes, vào tháng 4, lực lượng Nga đã tấn công Chasovya, một thành trì ở miền đông Ukraine, ngay phía tây của khu vực Bắc Mút, nơi hiện đã rơi vào quyền kiểm soát của Moscow. Ba tháng sau đó, vào ngày 4 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng binh sĩ của họ đã chiếm được khu vực cực đông của Chasovya, quận Kanan. Tuy nhiên, Forbes đánh giá việc chiếm giữ phần nhỏ bé này của Chasovya, một thị trấn công nghiệp từng là nơi sinh sống của 12.000 cư dân đã khiến Nga phải chịu hàng nghìn thương vong, 99.000 binh sĩ của quân đội Nga được cho là chịu thương vong kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch tra súp gia. Tướng Mick Ryan thuộc quân đội Úc, hiện đã nghỉ hưu, bình luận: "Nga đã đạt được một số tiến triển trên thực địa, nhưng họ cũng phải trả giá đắt khi binh sĩ thiệt mạng nhiều để đạt được ít lợi ích. Nga dường như đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để dáng một đòn quyết định vào Ukraina trong cuộc xung đột này." Một trong những lý do cho tổn thất của Moscow là bởi nước này buộc phải vội vã đưa quân mới ra tiền tuyến mà chưa huấn luyện đủ. Ông Ryan giải thích, Nga ít có khả năng xây dựng lực lượng lớn, chất lượng tốt hơn để thực hiện các hoạt động tấn công quy mô lớn hơn. Ukraine ngày 4 tháng 7 xác nhận quân đội nước này đã rút quân khỏi một khu vực của Chasovya ở vùng Donetsk một ngày sau khi quân đội Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát một quận ở thị trấn chiến lược này. Ukraine khẳng định các lực lượng nước này vẫn nắm quyền kiểm soát chặt chẽ khu vực phía tây Chasovnya và việc rút quân khỏi phần phía đông là một quyết định mang tính chiến thuật. Nhóm giám sát Deep State cho rằng khu vực phía đông gần như đã bị xóa sổ hoàn toàn và việc tiếp tục giữ các tàn tích đổ nát sẽ chỉ làm gia tăng tổn thất cho Kiev. Trước khi xung đột nổ ra, Chasovnya có khoảng 12.000 người dân sinh sống, nhưng hầu hết đã đi sơ tán. Tháng năm vừa qua, ông Vadim Filaskin, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Donetsk, cho biết vẫn còn khoảng 679 dân thường cố gắng bám trụ lại nơi đây. Phát biểu với CNN, chuyên gia quốc phòng Konrad Muzika đánh giá nếu giành quyền kiểm soát toàn bộ Chasovya, Nga có thể đưa thêm pháo binh và máy bay không người lái vào khu vực, đồng thời có được vị trí thuận lợi để tiến hành các cuộc tấn công trên bộ và trên không vào quân đội Ukraine. Quân đội Kiev bày tỏ lo ngại rằng nếu lực lượng Nga chiếm được Chasovya, họ có khả năng sẽ phát động một cuộc tấn công vào các vùng Kostiantynivka, Druskovka, Kramatorsk và Sloviansk. Trong video được lan truyền trên mạng xã hội hôm 2 tháng 7, một binh sĩ Nga chạy nhanh về phía tòa nhà 2 tầng có phần mái đã bị sập. Đây được cho là nơi binh sĩ Ukraine thiết lập vị trí bắn. Khi tiếp cận cửa sổ tòa nhà, binh sĩ Nga đã ném một vật hình trụ tròn trông khá nặng vào bên trong. Sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường. Một vụ nổ mạnh bên trong tòa nhà đã xuất hiện ngay sau đó, khiến nó đổ sập hoàn toàn. Loại vũ khí độc đáo này được cho là mìn chống tăng TM62M, tiêu chuẩn của Liên Xô cũ. Về cơ bản, nó là một khối thuốc nổ mạnh được gói trong vỏ kim loại và gắn ngòi nổ. Dường như ngòi nổ của quả mìn đã được sửa đổi để binh sĩ Nga sử dụng như lựu đạn cầm tay. Theo các tài liệu quân sự, mìn chống tăng TM62M được Liên Xô thiết kế trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh có đường kính 32cm, cao 12,8cm, nặng 9,5kg, trong đó lượng thuốc nổ nặng 7,5kg. Trong một cuộc thử nghiệm từng được thực hiện, mìn TM62M đủ sức phá nát chiếc xe tăng chủ lực Centurion do anh chế tạo. Theo hãng tin RT, đoạn video trên được quay bằng máy bay không người lái UAV tại một khu vực bị ném bom trên tiền tuyến ở Ukraine. Ngoài ra, chiến thuật mới nhất mà binh sĩ Nga áp dụng để đột kích chiến hào Ukraine là sử dụng xe máy và xe buggy ghi để đi nhanh và dích dắt qua khoảng đất chống trải, tiếp cận chiến hào Ukraine trước khi nhảy xuống cận chiến với đối phương. Chiến thuật xe máy này được quân Nga sử dụng trong bối cảnh Ukraine lui về cố thủ, gai min dây đặc để cản bước tiến của Nga. Xe máy có khả năng lạng lách linh hoạt qua bãi mìn để tiếp cận chiến hào đối phương. Trung úy Ukraine Mykhailo Hubitsky mô tả rằng với chiến thuật xe máy này, binh sĩ Ukraine di chuyển nhanh lan rộng ra theo những đường dĩ dắc khó đoán. Binh sĩ và chỉ huy của Ukraine cho biết, những lần lính Nga cưỡi xe máy và xe bút ghi chiếm tới khoảng một nửa số các cuộc tấn công tại một số khu vực của mặt trận. Họ cho biết, quân Nga đang sử dụng tốc độ và sự cơ động linh hoạt của xe máy để vượt qua những khoảng trống trải, nơi xe thiết giáp công kềnh hơn, dễ bị phát hiện và tấn công. Chiến thuật xe máy là thích ứng mới nhất của Nga trước một chiến trường dài min dày đặc và thường xuyên bị theo dõi bằng máy bay không người lái UAV. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, vào đêm mùng 4, dạng sáng ngày mùng 5 tháng 7, Ukraine đã nỗ lực thực hiện hàng loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Các hệ thống phòng không Nga đã phá hủy 14 UAV ở Krasnodar, 26 UAV ở vùng Zaporizhia, đồng thời vô hiệu hóa 10 UAV ở Rostov. Thống đốc Krasnodar, Vinyamin Kondratiev cho biết, một số máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở perimosko Akhtarsk, các mảnh vỡ rơi xuống khiến một tòa nhà 3 tầng bị hư hại và 6 người bị thương. Tại Rostov, sau khi các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống, một số đám cháy nhỏ đã được ghi nhận ở tà ngạn sông Đông và thành phố Azov. Trong một diễn biến liên quan, phía Ukraine thông báo lực lượng vũ trang nước này đã bắn hạ 32 máy bay không người lái do Nga phóng trong đêm ngày mùng 4, dạng sáng ngày mùng 5. Không quân Ukraine cho biết, phòng không Ukraine đã bắn hạ tất cả 32 máy bay không người lái xa hết ở các tỉnh Mykolaiv, Odessa, Kherson Dnipropetrovsk, Kiev, Chernihiv và Tchaikovsky. Cuộc tấn công đã bị máy bay chiến đấu, đơn vị tên lửa phòng không, các nhóm hỏa lực cơ động và các đơn vị tác chiến điện tử của Ukraine đẩy lùi. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 4 tháng 7, các lực lượng Nga đã tấn công hai doanh nghiệp công nghiệp quân sự, một nhà máy lọc dầu và một kho lưu trữ các máy bay không người lái UAV của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng máy bay tác chiến, chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công hai doanh nghiệp công nghiệp quân sự, một nhà máy lọc dầu, một kho nhiên liệu, một xưởng sản xuất và một kho chứa UAV tấn công của quân đội Ukraine. Nhóm tác chiến phía tây của Nga đã gây ra thương vong nặng nề cho quân đội Ukraine và phá hủy ba kho đạn dược của đối phương trong khu vực nhóm chịu trách nhiệm, chủ yếu ở các tỉnh Donetsk và Lugansk. Phía Nga cũng gây tổn thất nặng nề cho Ukraine về khí tài hạng nặng, chẳng hạn như phá hủy hàng loạt hệ thống pháo do Mỹ, Anh viện trợ, tấn công các kho đạn dược dã chiến Oanh tà các trạm tác chiến điện tử Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Trong ngày qua, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 37 UAV, một quả bom dẫn đường Hammer Do Pháp sản xuất Một tên lửa chống radar HAM và 14 rocket Của hệ thống phá phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Với The Economist hồi tháng 5 Trung tướng Oleksandr Pavlyuk Chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine cho biết Kyiv lên kế hoạch thành lập ít nhất 10 lữ đoàn mới để chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Washington đánh giá, Ukraine đang giải quyết những thách thức về nhân lực và thành lập một vài lữ đoàn mới, nhưng các đợt vận chuyển vũ khí bị trì hoãn và không đủ số lượng từ phương Tây có thể ngăn cản Ukraine trang bị cho tất cả lữ đoàn mới này. Theo ISV, sự hỗ trợ an ninh kịp thời và phù hợp của phương Tây tiếp tục là yếu tố quyết định quan trọng về thời điểm và quy mô mà lực lượng Ukraine có thể giành thế chủ động trên chiến trường cũng như tiến hành các hoạt động phản công quan trọng trong tương lai. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đưa ra đánh giá tương tự trong cuộc trả lời phỏng vấn với Bloomberg vừa qua. Ông nói với hãng tin này rằng lực lượng Ukraine đang có nhân lực tốt hơn vài tháng trước, nhưng họ vẫn thiếu các trang thiết bị cần thiết. Theo Tổng thống Zelensky, một vấn đề có thể giải quyết nếu người ta có ý chí và công cụ. Chúng tôi có ý chí, nhưng công cụ thì chưa đến. Mỹ đã thông qua gói hỗ trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine Hồi tháng 4 năm 2024, sau nhiều tháng chỉ hoãn do sự phản đối của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, các trang thiết bị này mất quá nhiều thời gian để tới tiền tuyến. Ông Zelensky nói với Bloomberg, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng đây là bi kịch lớn nhất của cuộc xung đột này. Khi giữa quyết định và thực tế, chúng tôi phải chờ đợi rất lâu. Chỉ huy lữ đoàn cơ giới độc lập số 24 của Ukraine hoạt động gần thành phố chiến lược Chashovya cũng đưa ra quan điểm tương tự khi nói rằng các đơn vị của Ukraine cần thêm vũ khí để bảo vệ thành phố. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine đối mặt với sự chậm trễ trong việc có được vũ khí cần thiết để chiến đấu. Năm ngoái, một báo cáo do Viện Kinh tế Thế giới Kyiv biên soạn cho thấy chỉ một nửa số vũ khí hạng nặng mà các đối tác của Ukraine cam kết đã thực sự được chuyển giao. Mikhail Podolyak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky năm ngoái tiết lộ những nỗ lực quân sự của Ukraine nhằm đối phó với Nga đã chậm tiến độ từ 6 đến 9 tháng do sự chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí từ phương Tây vào mùa thu năm 2022. Vào tháng 5 năm 2024, Tổng thống Zelensky nói với Reuters rằng phương Tây luôn cung cấp vũ khí muộn một năm so với thời điểm Ukraine cần chúng. Một sĩ quan giấu tên thậm chí còn nói với Politico vào tháng 4 rằng sự chậm trễ liên tục khiến vũ khí của phương Tây không còn phù hợp khi chúng được đưa tới chiến trường. Theo ISVK, Ukraine không có thời gian và sự linh hoạt để chờ đợi nguồn cung từ phương Tây nhằm trang bị cho các đơn vị mới. ISVK nhận định, Ukraine càng phải chờ đợi lâu để trang bị và triển khai cho các lữ đoàn mới thì Nga càng có nhiều cơ hội để làm gián đoạn những nỗ lực của Kiev nhằm tập trung sức mạnh chiến đấu cho các hoạt động phản công trong tương lai. Đài phát thanh Svoboda đưa tin Tổng cục Tình báo Ukraine HUR cho biết một thủy thủ Nga với biệt danh Hoga đã phóng hỏa trên tàu tên lửa Sepukhov hồi tháng 4. Sau vụ việc, tàu chiến Nga hoạt động ở vùng Kaliningrad đã bị hư hại nặng và cần được sửa chữa diện rộng. Cũng trong ngày mùng 3 tháng 7, nhóm Freedom of Russia của Ukraine gồm những công dân Nga chiến đấu cho Kiev cho hay vụ hỏa hoạn do một trong những thành viên của nhóm gây ra. Theo đài Svoboda, Hoga là binh sĩ thuộc hạm đội ban tích của Nga. Người này đã liên hệ với phía Ukraine vào năm 2023 và làm việc cho Kiev. Cụ thể, Hoga đã âm thầm gia nhập nhóm Freedom of Russia trong thời gian vẫn làm nhiệm vụ trên tàu Sepukhov để thu thập thông tin tình báo cho HUR. Sau khi phóng hỏa tàu Sepukhov, Hoga đã trốn sang Ukraine. Trước đó vào tháng 4, tình báo Ukraine cho biết tàu Sepukhov của Nga đã bị hư hại do hỏa hoạn, nhưng không tuyên bố trách nhiệm rõ ràng. Theo Ukraine, hệ thống liên lạc và tự động hóa của tàu chiến Nga đã bị hư hại. HUR còn chia sẻ đoạn video về đám cháy bắt đầu bên trong cabin. Tình báo Ukraine nhận định Sepukhov là một trong những tàu tên lửa hiện đại nhất của Nga. Gần đây, hạm đội biển đen của Hải quân Nga phải rút gần như toàn bộ tàu chiến ở Crimea sang địa điểm khác và trung tâm hải quân chính đang hoạt động kém hiệu quả. Phó đô đốc Ukraine Oleksiy Neyspapa nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn tại thành phố cảng Odessa rằng họ đã được thành lập trong nhiều thập kỷ, có thể là hàng thế kỷ, và rõ ràng họ đang mất đi trung tâm này. Ông Oleksiy Neyspapa tiết lộ thêm, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Hải quân Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề cho căn cứ Sevastopol, trung tâm hậu cần, sửa chữa, bảo trì, huấn luyện và lưu trữ đạn dược cùng nhiều chức năng quan trọng khác đối với Nga. Kể từ khi Nga triển khai kế hoạch quân sự tại Ukraine, Kiev đã thực hiện nhiều cuộc tấn công Nga ở Biển Đen, mặc dù bộ binh Ukraine đang ở thế yếu trên một mặt trận rộng lớn. Ukraine là quốc gia không có tàu chiến lớn trong tay, phải sử dụng nhiều tàu hải quân không người lái, chở đầy chất nổ để nhắm vào các tàu Nga, đồng thời tấn công các cơ sở hạm đội và mục tiêu quân sự khác trên Crimea bằng tên lửa Storm Shadow và Atak MS. Phó đô đốc Oleksiy Nespapa nói, hầu hết các tàu đã sẵn sàng chiến đấu nhưng bị kẻ thù di chuyển khỏi căn cứ chính của hạm đội Biển Đen và các tàu này được giữ ở Novorossiysk, biển Azov. Căn cứ hải quân Novorossiysk của Nga trên bờ Biển Đen phía đông nước này thiếu cơ sở vật chất rộng lớn như Sevastopol của Crimea, nơi đóng vai trò là nơi lưu trữ và nạp tên lửa hành trình được tàu chiến Nga sử dụng để tiến hành các cuộc không kích vào Ukraine. Tư lệnh Hải quân Ukraine, ông Oleksiy Nespapa cho hay, trung tâm hậu cần của Hải quân Nga ở Crimea không còn đem lại hiệu quả như Nga mong muốn do các cuộc tấn công của Kiev. Ông Nespapa cho rằng, hạm đội biển đen của Nga đã buộc phải rút gần như tất cả các tàu chiến sẵn sàng chiến đấu khỏi bán đảo Crimea và tái bố trí từ các địa điểm khác. Theo ông, trung tâm hải quân chính của lực lượng này không còn đem lại hiệu quả như Nga mong muốn vì các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine. Theo Phó Đô đốc Oleksiy Nespapa, các cuộc tấn công bằng tên lửa và tàu không người lái của Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề cho căn cứ Sevastopol, một trung tâm hậu cần phục vụ mục đích sửa chữa, bảo trì, huấn luyện và lưu trữ đạn dược cùng nhiều chức năng quan trọng khác đối với Nga. Ông nhấn mạnh, các hoạt động đó đã được thiết lập trong nhiều thập kỷ, có thể là hàng thế kỷ. Rõ ràng, họ hiện đang mất đi trung tâm này. Trong hơn 28 tháng kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine, lực lượng của Kiev đã liên tiếp giáng đòn vào lực lượng của Moscow ở Biển Đen, mặc dù Ukraine yếu thế hơn ở mặt trận trên bộ. Ukraine, quốc gia không có tàu chiến lớn trong tay, đã sử dụng các tàu không người lái chứa chất nổ để nhắm vào các tàu của Nga, đồng thời tấn công các cơ sở của hạm đội Biển Đen và các mục tiêu quân sự khác trên Crimea bằng tên lửa Storm Shadow và Attack MS. Ông Nespapa cho biết, hầu hết tất cả các tàu sẵn sàng chiến đấu của Nga đã được di chuyển khỏi căn cứ chính của hạm đội biển đen ở Crimea và các tàu này hiện đang ở Novorossiysk. Một số được chuyển tới khu vực biển Azov. Căn cứ hải quân Novorossiysk của Nga trên bờ biển đen phía đông nước này không có cơ sở vật chất quy mô lớn như ở Sevastopol trên bán đảo Crimea, vốn đóng vai trò là nơi lưu trữ và nạp tên lửa hành trình cho các tàu chiến của Nga tiến hành tập kích vào Ukraine. Tư lệnh hải quân Ukraine cho biết, Nga hiện đang cố gắng giải quyết vấn đề này ở Novorossiysk, đồng thời cho rằng đây là vấn đề chính đối với hạm đội biển đen. Bộ quốc phòng nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên. Trong một cuộc họp với các lãnh đạo hải quân nga vào tháng trước, tổng thống nga vladimir putin nói rằng hạm đội của nga đã được bổ sung trong những năm gần đây và có trình hiện đại hóa quy mô lớn đang diễn ra, bao gồm cả các bước nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của hạm đội. Cùng với máy bay ném bom chiến lược và bệ phóng trên mặt đất, tàu chiến mang tên lửa và tàu ngầm đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công tên lửa tầm xa thường xuyên của nga và ukraine. Ông papa còn cho biết, một số tàu chiến Nga trước đây vốn hiếm khi đi vào biển Azov ở phía đông Crimea hiện giờ đang triển khai thường xuyên ở đó. Hạm đội biển đen hiện nay chủ yếu được sử dụng cho nhiệm vụ hậu cần, kiểm soát một phần nhỏ lãnh thổ ven biển và phóng tên lửa hành trình Kalib và Ukraine. Các hoạt động của Ukraine ở biển đen đã cho phép nước này thiết lập và bảo đảm hành lang vận chuyển của riêng mình mà không cần sự chấp thuận của Nga sau khi Moscow rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian vào năm ngoái. Cuộc phản công bắt đầu bằng hệ thống phòng thủ ven biển của Ukraine, đã cho phép Kiev buộc các tàu hải quân Nga phải di chuyển ra xa hơn. Ông papa cho biết, với việc Ukraine tăng cường các cuộc tập kích và tấn công bằng tàu không người lái, các tàu chiến của Nga sẽ không thể tiến vào khu vực phía Tây Bắc Biển Đen. Theo ông, việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine sẽ là động lực cho phép Kiev thách thức sự thống trị hoàn toàn của Nga trên bầu trời Biển Đen. Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga muốn giải quyết triệt đề cuộc xung đột ở Ukraine thay vì chỉ đồng ý ngừng bắn hoặc chấm dứt tình trạng thù địch. Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Putin gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tại Moscow hôm thứ Sáu, mùng 5 tháng 7. Ông Orbán tới thủ đô của Nga để thảo luận về cách tìm giải pháp hòa bình và ngoại giao cho cuộc xung đột. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, ông Putin tuyên bố không nên chỉ đưa ra một lệnh ngừng bắn hay một hình thức tạm dừng nào đó mà chính quyền Kiev có thể sử dụng để khắc phục tổn thất, tập hợp lại và tái vũ trang. Thay vào đó, Nga ủng hộ việc chấm dứt hoàn toàn và kết thúc cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông Putin vẫn khẳng định rằng cuộc xung đột chỉ có thể kết thúc khi các điều kiện Nga nêu ra trước đây liên quan đến việc quân Kiev rút khỏi Donbass cũng như các vùng Nga tuyên bố sáp nhập được đáp ứng. Ngoài ra còn có những điều kiện khác, nhưng ông Putin nhấn mạnh đây là những chủ đề cần được xem xét khá chi tiết trong quá trình hợp tác chung. Trước đó, Tổng thống Putin đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới nhằm thay thế cuộc xung đột ở Ukraine. Đề xuất này dự kiến công nhận bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga, duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa nước này cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Putin cũng kêu gọi Ukraine duy trì tình trạng trung lập, không gia nhập NATO. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả đề xuất của Moscow là tối hậu thư, trong khi cố vấn của ông Zelensky, Mikhail Podolyak, nói rằng các sáng kiến mới của Nga không có đề xuất hòa bình thực sự. Ukraine cho đến nay vẫn coi công thức hòa bình 10 điểm do Tổng thống Zelensky đưa ra là nền tảng cho mọi cuộc hòa đàm. Trong đó có việc Nga phải rút quân vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine, bồi thường thiệt hại. Moscow coi những yêu cầu này là không thực tế, trong khi đó, cũng trong cuộc họp báo, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán lưu ý rằng quan điểm của Moscow và Kiev về cuộc xung đột rất khác nhau và sẽ cần nỗ lực đáng kể để chấm dứt giao tranh. Việc ông đến gặp các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine là bước đầu tiên để khôi phục đối thoại. Hungary coi việc đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên EU là một nhiệm vụ hòa bình. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jai đã nêu vấn đề công dân Ấn Độ bị mắc kẹt trong khu vực giao tranh ở Ukraine với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp song phương tại thủ đô Astana, Kazakhstan. Ông Jaishankar được cho là đã đề cập vấn đề rõ ràng và mạnh mẽ rằng một số công dân Ấn Độ đã bị ép phục vụ tại vùng xung đột ở Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar nói với hãng tin ANI sau cuộc họp tại Astana, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đối với chúng tôi, không thể chấp nhận được việc công dân Ấn Độ phục vụ trong quân đội của một nước khác trong vùng giao tranh. Tôi đã nói rằng chúng tôi tìm kiếm sự hợp tác của Nga. Họ là bạn và đối tác của chúng tôi. Chúng tôi phải tìm cách để những người này có thể quay trở lại Ấn Độ sớm và an toàn nhất có thể. Trong thông cáo ra sau đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đánh giá cao quan điểm này của Ấn Độ. Ấn Độ và Nga cũng đã thảo luận về chuyến thăm Nga vào tuần tới của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai bên gọi đây là cơ hội lớn để lãnh đạo hai nước cùng ngồi lại và thảo luận trực tiếp về mối quan hệ kinh tế đang ngày càng phát triển giữa Ấn Độ và Nga. Hồi tháng 5, nhà chức trách Ấn Độ đã bắt giữ 4 người bị cáo buộc buôn bán công dân nước này và đẩy họ vào cảnh phải ra chiến trường để chiến đấu cho quân đội Nga ở Ukraine. Theo tường thuật của AFP ngày 8 tháng 5, ít nhất 2 công dân Ấn Độ đã thiệt mạng khi chiến đấu ở Ukraine và một số người từng được tuyển mộ làm binh sĩ tiết lộ họ bị đưa đến tiền tuyến với lý do giả mạo. Cục điều tra trung ương CBI của Ấn Độ sau đó thông báo bốn người đàn ông đã bị bắt, trong đó có một người từng làm phiên dịch cho một mạng lưới tuyển mộ binh lính Ấn Độ tại Nga. Tuyên bố cho hay, cuộc điều tra đang tiếp tục diễn ra nhằm vào những người được cho là một phần của mạng lưới buôn người quốc tế này. Trước đó, trong video lan truyền trên mạng xã hội tuần này, bảy người đến từ các bang Punjab và Haryana của Ấn Độ cho biết họ bị môi giới lừa ký hợp đồng với quân đội Nga trong chuyến du lịch đến Nga và Belarus vào cuối năm 2023. Một nạn nhân kể trong video, Người môi giới đề nghị đưa chúng tôi sang Belarus và chúng tôi không biết rằng mình cần thị thực mới. Khi đến Belarus, người này đòi tiền rồi bỏ chúng tôi ở lại. Cảnh sát bắt và bàn giao chúng tôi lại cho giới chức Nga. Họ bắt chúng tôi ký một số giấy tờ, xong ép chúng tôi tham chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân tại bang Haryana nói rằng thanh niên này đã tìm cách ra nước ngoài tìm việc. Haas nói với gia đình rằng đến Nga sẽ dễ di cư sang nước thứ ba hơn. Những người ký hợp đồng với quân đội Nga chủ yếu xuất thân từ gia đình nghèo khó, lao động phổ thông. Môi giới thường chào mời họ sang Nga làm người giúp việc cho quân đội hoặc công ty bảo vệ với mức thủ lao hấp dẫn. Người lao động sau đó bị lừa ký hợp đồng bằng tiếng Nga, tịch thu hộ chiếu rồi mới nhận ra mình bị tuyển quân và điều động đến vùng giao tranh theo lệnh huấn luyện.